Thưa quý vị, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 liên tục tăng lên thời gian gần đây, hiện nay Đà Nẵng đã triển khai thực hiện cách ly, điều trị F0 tại nhà dưới sự theo dõi và giám sát điều trị của trạm y tế lưu động. Giải pháp này được áp dụng để giảm áp lực cho ngành y tế. Là điểm nóng COVID-19 tại quận Sơn Trà, hiện nay phường Thọ Quang đã thí điểm điều trị F0 tại nhà với sự đảm bảo y tế của trạm y tế lưu động. Toàn phường có 246 ca bệnh, trong đó có khoảng 10 trường hợp triệu chứng nhẹ được cách ly điều trị tại nhà. Mình sẽ xuống đo thân nhiệt, đo SpO2, hướng dẫn cho bệnh nhân cách xử trí thuốc hạ sốt và phát thuốc vitamin C cho bệnh nhân thôi. Còn nếu bệnh nhân có những triệu chứng bất thường thì người ta sẽ liên hệ với lại cái trạm y tế lưu động đó và trực tiếp là liên hệ với bác sĩ và điều dưỡng trực. Triển khai điều trị F0 tại nhà, phường Thọ Quang đã chuẩn bị 2 trạm y tế lưu động với 2 bác sĩ và 3 điều dưỡng trực 24/24 để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ người bệnh khi cần. Trạm y tế lưu động cũng có chức năng kết nối giữa chăm sóc quản lý người mắc COVID-19. Hiện tại chúng tôi có 2 cái trạm y tế lưu động. Công tác sẵn sàng thì đa số phần đó là nó đã ổn định vào rồi. Giờ mình cứ áp dụng để điều trị tại nhà thôi. Rồi có một số thuốc cơ bản đã có sẵn. Chúng tôi đã xây dựng các cái sổ tay điều trị cho các cái bệnh nhân COVID-19 tại nhà. Thì qua cái sổ tay này thì tất cả các cái nội dung liên quan tới công tác điều trị, kể cả là công tác là chăm sóc, quản lý, rồi theo dõi, rồi phân tầng người bệnh, yếu tố nguy cơ. Thì trường hợp nào là đánh giá là trường hợp điều trị tại nhà được, trường hợp nào là không thể nào điều trị tại nhà để mà chuyển tuyến lên các cái tuyến điều trị theo phân tầng, hay là trường hợp nào là chúng ta xem là những yếu tố bắt buộc phải đi điều trị ngay tại các bệnh viện. Ngoài quận Sơn Trà thì hiện nay, các địa phương khác cũng đã bắt tay triển khai điều trị F0 tại nhà trên cơ sở hướng dẫn của ngành y tế, cũng như đảm bảo các điều kiện về việc tiêm chủng vaccine, về diện tích nhà ở và khu vệ sinh riêng. Với số lượng F0 tăng nhanh như hiện nay, việc điều trị F0 tại nhà giúp giảm tải cho các cơ sở điều trị, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.